Mình về Việt Nam chơi nhưng mà không có đủ thời gian đi Đà Nẵng, nên hôm nay cháu mình dẫn đi ăn quán đặc sản ẩm thực Đà Nẵng nha cả nhà. Thì bây giờ mình đang đứng trước số 278 Võ Thị Sáu, quận 3. Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Bước vào quán thì các bạn thấy một dàn đèn trên trần rất là đẹp phải không ạ? Và những cái chiếc bàn kê ở ngoài trời rất là thoáng mát. Quán thì rất là sạch sẽ. Đặc biệt ở đây á, cái màu chính của quán là màu xanh đỏ chuối, làm cho mình liên tưởng tới FC của Hồ Văn Cường á cả nhà. Cháu mình đã chọn được một cái bàn và đang ngồi đợi ở trong đó. Dàn tiếp viên ở đây tiếp đón rất là tốt nha cả nhà. Con trai mình vô quán đặc sản Đà Nẵng mà ăn Burger King mới ghê chứ trời ơi. Về Việt Nam ăn đồ Việt Nam không nên ánh thấy mấy cái quán đồ ăn Mỹ là một tuần phải ăn một lần. Tiếp viên đưa cái cuốn menu ra thì mình thấy hệ thống ẩm thực Trần có hai chi nhánh. Một chi nhánh ở Đà Nẵng và một chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mỗi chi nhánh có hai nhà hàng. Ôi, nhìn cái đĩa rau hấp dẫn chưa nè. Rau này để ăn gỏi cuốn nha cả nhà. Và có bánh tráng cũng lạ lạ, ăn ngon lắm. Thực đơn ở đây thì họ có nhiều món chụp hình rõ ràng và giới thiệu cho chúng ta biết món ăn nó như thế nào để chúng ta dễ dàng order. Kể cả các loại nước uống cũng có hình ảnh rõ ràng. Dàn đèn ở đây chúng ta nhìn thì rất nhiều màu nhưng mà rất hài hòa chứ không có bị chói ha cả nhà. Trước mặt chúng ta là các đầu bếp đang nấu ăn ở đó nha. Nhà hàng này thuộc dạng sân vườn cho nên rất là thoáng mát, mình rất là thích chỗ này cả nhà. Món ăn thì cũng rất là ngon, giá cả thì cũng hợp lý. Đối với món ăn, phần nước chấm rất là quan trọng. Ở quán này họ làm mắm nêm và nước mắm rất là vừa ăn. Trận mưa rào đầu tháng 5 kéo tới rất là lớn. Nhân viên ở đây họ rất là nhanh tay đã kéo cái mái vòm che tự động để cho thực khách không bị ướt. Bây giờ thì thực khách an toàn ngồi ăn uống không sợ bị ướt nữa rồi. Đây là một ly nước sâm bổ lược rất là mát. Họ nấu có vị ngọt thanh chứ không ngọt sắc. Cao lầu gần giống như mì Quảng, để mình ăn coi có gì khác. Còn đây là mì Quảng. Chị mình đang ăn gỏi cuốn. Gỏi cuốn ở đây rất là lạ và ngon, lần đầu mình được ăn.
Mình cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng nếu có dịp bạn cũng đến ăn thử nha. Còn đây là cao lầu của mình, có hình dạng giống cọng udon của Nhật. Ăn dai dai rất là ngon, mình thích hơn mì Quảng. Còn đây là chả giò hay còn gọi là nem. Đây là bánh bèo sau khi ăn một tô cao lầu, mấy cái gỏi cuốn, chả giò, rồi mình ăn một chén bánh bèo như vậy là đủ rồi. Thì ra là mình ăn cũng nhiều đó chứ, thêm một ly sâm Bổ Lượng nữa. Nhân dịp kênh của mình được 4 tuổi, mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành trong suốt 4 năm qua. Xin chúc cho mọi người luôn khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.